chào tất cả các chị xinh đẹp của em Trang. Ngày hôm nay thì Trang sẽ giới thiệu đến cho các chị em một chiếc đầm maxi rất là xinh đẹp để cho chị em mình có thể ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau nhé. Với mẫu thiết kế lần này thì vẫn sẽ là dòng chất liệu vải chiffon cao cấp. Đây là dòng chất liệu vải luôn luôn ghi điểm bởi độ nhẹ nhàng, mềm mại và cực kỳ là bay váy luôn. Nên Trang nghĩ rằng là đây sẽ là một chân ái nếu như chúng ta đang muốn tìm những chiếc đầm để mình có thể đi du lịch này, đi tung tăng dưới biển đúng không nào? Với họa tiết hoa văn, hoa cỏ kết hợp với họa tiết boho cực kỳ là nữ tính. Và Trang nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những thiết kế vô cùng phá cách của Melia các chị em nha. Nó sẽ giúp cho chị em có thể che được đi khuyết điểm trên cơ thể của mình với phần thiết kế tay may cánh tiên. Đây là một kiểu thiết kế tay khá là dễ ứng dụng đúng không ạ? Và sẽ có thể phù hợp với mọi dáng người. Với dáng thiết kế đầm này của em Trang thì sẽ có nhấn một bản nơ rất là xinh ở trên phần cổ như thế này để nó làm cho thiết kế của chúng ta thêm phần nữ tính cũng như là khiến cho phần cổ của chị em mình trở nên thanh thoát hơn. Điểm gặt eo rất là cao và kết hợp với những đường xếp ly và một tỷ lệ váy đẹp giúp cho chị em có thể che được khuyết điểm phần hông dưới và đặc biệt là hách chiều cao một cách tuyệt đối. Với dáng đầm này của em Trang thì thực sự là chất liệu vải đẹp, họa tiết ấn tượng cũng như là tính ứng dụng thì sẽ rất là cao luôn. Chị em mình có thể là mặc đi đến bất kỳ nơi đâu hay là bất kỳ một sự kiện nào. Đây là một thiết kế may có tay, thế nên nó đảm bảo độ thanh lịch để cho chị em mình có thể là mặc đi làm này hay là chúng ta có thể mặc đi sự kiện chẳng hạn, những buổi tiệc nhẹ nhàng. Và đặc biệt đấy chính là dòng sản phẩm váy này thì sẽ chuyên để phục vụ cho chị em mình đi du lịch, đi tung tăng dưới biển đúng không ạ? Nếu như chúng ta cảm thấy yêu mến dòng sản phẩm này thì còn chần chờ gì mà không ghé thăm tất cả các hệ thống showroom của Melia trên toàn quốc. Nếu như chị em mình có thời gian hãy ghé để thử nhé. Hoặc nếu như không thì hãy tham gia vào một chính sách ngoằng online rất ưu đãi. Trang sẽ cho các chị kiểm tra trước khi thanh toán và đặc biệt là miễn phí ship nha.